xưa. Và dù người đó mong em sẽ quay trở về, chỉ một lần thôi để ta được nhớ ngày xưa. Khi bị mẹ con Phượng gọi điện xin buông tha con trai, nữ ca sĩ từng khóc cạn nước mắt, tự kỷ khi nhắc đến tình yêu với con Phượng. Cô lên tiếng xin lỗi bố mẹ vì đã để chuyện của bản thân ảnh hưởng gia đình. Ngày 29 tháng 10 vừa qua, Hòa Minzy lần đầu tiên lên tiếng về cuộc tình với cầu thủ con Phượng. Nữ ca sĩ 22 tuổi cho biết, con Phượng là người đã chủ động nhắn tin chia tay để chấm dứt mối tình 2 năm đầy sóng gió. Anh nhắn tin, anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước tiếp được nữa. Em là một cô gái rất tốt, nhưng mà anh không muốn ồn ào. Cầu thủ xứ Nghệ viết. Đáp lại lời chia tay từ bạn trai, Hòa Minzy nhắn. Em chưa đồng ý chia tay, em không muốn chuyện của mình như trò tình cảm con nít. Em yêu và chia tay rất rõ ràng. Nếu anh quyết định chia tay em, thì mình chia tay luôn, chứ không có nói chia tay xong rồi quay lại. Dù nữ kia chủ động dừng lại, nhưng giọng ca Bắc Ninh vẫn không chấp nhận. Hàng ngày nữ ca sĩ vẫn nhắn tin đều đặn cho con Phượng, vẫn nhờ lời lẽ mùi mẫn. Em nhớ anh suốt 2 tháng. Trái ngược với tình cảm bạn gái dành cho, cầu thủ xứ Nghệ không có bất cứ hồi âm nào sau đó. Ngay sau khi chia sẻ chuyện tình cũ, người đẹp 22 tuổi nhận phải những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều anti-fan lên tiếng khẳng định nữ ca sĩ đang mượn chuyện cũ để đánh bóng tên tuổi. Đáp trả lại lời lẽ xúc xỉm từ phía cư dân mạng, Hòa Minzy phản pháo. Có thể anti-fan không cần, nhưng ít nhất là vẫn cần có một câu trả lời dành cho fan của tôi, dành cho những thắc mắc mà bao người bên tôi cũng muốn biết mà chưa từng dám hỏi. Chỉ đơn giản là để một lần rồi kết thúc mọi thứ trong nụ cười. Tất cả những gì có thể lẽ có lẽ đã giải thích hết rồi. Không tin thì vẫn có thể tiếp tục không tin. Nhưng đừng ăn mày quá khứ làm ảnh hưởng đến người hòa chọn trong hiện tại nhé. Tôi giỏi chịu đựng nhưng cũng giỏi bảo vệ người mình yêu lắm đấy. Trong cuộc trò chuyện kể về mối tình với con Phượng, nữ ca sĩ chia sẻ cô từng gặp rất nhiều khó khăn và mắc căn bệnh trầm cảm khi chuyện tình cảm bị lộ.
Ngay từ khi những tấm hình đầu tiên của cặp đôi bị lộ, ca sĩ sinh năm 1995 trở thành người phải hứng chịu bú rìu dư luận với những bình luận ác ý. Lượng anti-fan của Hòa Minh Di ngày càng tăng, nhiều người khẳng định cô theo đuổi cầu thủ xứ Nghệ chỉ vì muốn dự hơi và đánh bóng tên tuổi để được nổi tiếng. Sở dĩ khán giả đưa ra nhận định này, bởi ở thời điểm đó, Công Phượng đang là cầu thủ được quan tâm và yêu mến nhất bóng đá Việt Nam. Con cưng của Bảo Đức liên tục ghi được bàn thắng đẹp mắt và là niềm kỳ vọng cho nền bóng đá nước nhà. Nên chuyện tình cảm của Công Phượng luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Thời gian đầu khán giả hoàn toàn nghi ngờ và nói rằng cô này đang lợi dụng. Tôi chưa có niềm tin về cô này cả trong sự nghiệp cũng như thấy cô này có bất cứ cái gì và khả năng của ai đến đâu. Tôi chỉ biết cô này là người yêu cậu này. Lúc đó tôi nghĩ tôi cũng giỏi mà, chỉ là chưa thể hiện ra được thôi. Hòa Minh Di nhắc lại lời cay độc từ miệng lưỡi khán giả. Đặc biệt khi bức hình lộ ra như gọi FaceTime với Công Phượng, ảnh hôn môi, mọi lời chỉ trích đều hướng về giọng ca Bắc Ninh. Khoảng thời gian yêu Công Phượng, cô gặp không ít rắc rối trong cuộc sống, thậm chí mắc bệnh trầm cảm. Trong khoảng thời gian 3 tháng, tôi đã không nói chuyện với bất cứ ai. Bố mẹ vào chăm, nhưng tôi chỉ trốn lên gác. Giờ ăn thì mang cơm lên, rồi đợi tôi ngủ mới dọn dẹp. Ba mẹ tôi đi tập thể dục, tôi mới dám trốn xuống tắm để đỡ gặp mọi người, đỡ gặp những câu hỏi của bố mẹ, người đẹp 22 tuổi tâm sự. Không chỉ nhận sự chỉ trích từ khán giả, nữ ca sĩ còn nhận được những tin nhắn chửi rủa, thậm chí có những lời nói xúc phạm đến gia đình mình. Trước những lời cay độc từ anti-fan, nữ ca sĩ quyết định lên tiếng về chuyện tình cảm không phải vì đau khổ mà vì ba mẹ cô phải chịu áp lực. Chửi tôi cũng được, dưới tôi cũng được, nhưng với riêng ba mẹ tôi thì không được phép đụng đến họ. Bạn chẳng là ai trong cuộc đời này cả và bạn không có quyền làm điều ấy. Quán quân Học viện Ngôi sao 2012 nhớ lại. Trước đó, trong buổi ra mắt MV Vì anh là của em, nữ ca sĩ bật khóc khi nhắc tới những tủi nhục mà cô phải đương đầu trong suốt thời gian yêu Công Phượng. Nữ ca sĩ cảm thấy có lỗi khi vô tình lôi bố mẹ vào những ồn ào của mình. Tôi thấy có lỗi vì thời gian qua vô tình vướng vào những ồn ào tình cảm khiến bố mẹ lo lắng, buồn phiền. Hòa Minh Di bật khóc. Đặc biệt khi cơn bão phản đối Hòa Minh Di lên cao, mọi hành động của cô gái này luôn bị chú ý. Trong những trận đấu mà Công Phượng góp mặt, nếu đội anh thắng thì mọi chuyện sóng yên biển lặng. Thế nhưng chỉ cần anh không vững phong độ hay để đội bóng thua trận, mọi cơn ức chế của khán giả đều dồn lên Hòa Minh Di, bởi họ cho rằng yêu cô là lý do khiến Công Phượng sa sút phong độ. Không chỉ bị dư luận chà đạp, chuyện tình cảm của Hòa Minh Di và Công Phượng còn gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nam cầu thủ 22 tuổi. Giọng ca sinh năm 1995 cho hay, bố mẹ Công Phượng không muốn con trai họ yêu sớm và nhất là dính bùa nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh. Thậm chí mẹ bạn trai cũ còn gọi điện cho cô để van xin Hòa Minh Di chia tay, buông tha cho con trai bà. Không được gia đình bạn trai chấp nhận, nhưng chưa bao giờ nữ ca sĩ bỏ cuộc. Cô từng nói với Công Phượng, em sẽ cố gắng chứng minh để thuyết phục gia đình hai bên rằng chúng ta yêu nhau là xứng đáng. Trong khi cô cố gắng vun đắp, mẹ Công Phượng lại ra sức ngăn cản. Cuối cùng cầu thủ xứ Nghệ cũng nói lời chia tay, chấm dứt quãng thời gian 2 năm hạnh phúc bên Hòa Minh Di bằng tin nhắn. Vượt qua sóng gió, giờ đây nữ ca sĩ Bắc Ninh đã tìm lại cho mình khoảng trời riêng, sự nghiệp riêng và khẳng định chỗ đứng của mình trong showbiz Việt. Cô cũng không quên gửi lời chúc phúc tới bạn trai, mong anh sẽ trở thành một đỉnh cao mới, hãy thật hạnh phúc và bước lên con đường vinh quang của mình.
Khi bị mẹ con Phượng gọi điện xin buông tha con trai. Nữ ca sĩ từng khóc cạn nước mắt, tự kỷ khi nhắc đến tình yêu với con Phượng. Cô lên tiếng xin lỗi bố mẹ vì đã